Bây giờ mọi người cứ đi theo tôi, tôi sẽ tìm người giúp. Sau khi được tiên ông tặng cho con vịt, chàng Út không ngờ rằng bản thân và nhiều người khác nữa lại rơi vào tình cảnh oái oăm vì phép thuật kỳ lạ. Trời ơi, mọi người ráng lên đi. Cảnh tượng đoàn người nối đuôi nhau đã làm cho công chúa bật cười. Chàng Út bất ngờ được triệu kiến vào cung. Ta rất cảm kích việc ngươi đã làm cho công chúa cười. Nhưng con rể của ta phải là người tài giỏi. Ta đã làm rớt một chiếc vòng ngọc ở dưới đáy hồ. Nội trong 3 ngày, ngươi phải tìm cho ta. Ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa, nhưng chỉ sau khi hắn tìm được người ăn hết kho gạo trong cung. Chàng Út sẽ vượt qua các thử thách của nhà vua như thế nào? Mời quý khán giả đón xem phần cuối của Thế Giới Cổ Tích, câu chuyện Con Vịt Đẻ Trứng Vàng, được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.